Diễn viên Tiền Mập, nhiều người nói tôi làm diễn viên mà ngu, đi tranh cãi với khán giả. Có một bạn Atifan nói là, không có khán giả tụi tao thì nghệ sĩ tụi bay chết đói. Tôi mới nói lại, không có khán giả thì nghệ sĩ không chết đói đâu. Vì không lẽ nếu không đi làm được nghề diễn, thì tôi để cả nhà tôi chết đói hay sao? Không làm được thì mình làm nghề khác vẫn được mà. Miễn có thu nhập, có cái ăn là được. Còn khán giả là ân nhân của nghiệp diễn, nhưng không phải khán giả muốn nói gì thì nói. Chứ chửi tôi bằng lời lẽ thô tục, chửi cả con tôi thì sao tôi im được? Tôi đâu phải là thánh đâu. Sau đây thì xin mời bạn lắng nghe cuộc phỏng vấn giữa phóng viên và diễn viên Tiền Mập. Chị có thể nói rõ hơn về nội dung buổi ghi hình talk show cho số phát sóng về chủ đề đồ bộ được gây tranh cãi vừa rồi hay không? Thật ra, buổi hôm đó tôi quay số tới 6 số cho một chương trình. Đây là một chương trình được ghi hình sẵn. Mỗi số sẽ nói về một chủ đề khác nhau do chương trình lên kịch bản sẵn. Nên hôm đó quay xong thì tôi cũng không để ý lắm là số nào sẽ được phát sóng và khi nào. Trong đó có số mà 4 MC chúng tôi bàn về vấn đề đồ bộ mặc ở nhà có nên ra đường hay không. Và tiếp tục sau đó là khai thác một vấn đề đi kèm. Bạn nghĩ như thế nào về đồ bộ có thương hiệu và đồ bộ hàng chợ không có thương hiệu? Lúc mọi người công kích trên trang cá nhân của tôi là tôi cũng chưa hiểu vấn đề tại sao mình bị như vậy. Bên phía nhà sản xuất họ đăng tải chương trình đó lên YouTube và mạng xã hội. Mình quay một lần tới 6 số nên đâu biết người ta đưa số nào lên trước, số nào lên sau. Mà nghệ sĩ chúng tôi quay rất nhiều chương trình nên không phải lúc nào cũng có thời gian để xem lại khi phát sóng. Ngoại trừ phim thì mình có coi lại trên YouTube để coi cách diễn của mình như thế nào, chứ talk show thì ít xem. Thường thì bên nhà sản xuất họ nhắn kêu mình chia sẻ đường link liên quan tới sản phẩm thì mình mới làm. Rồi tự nhiên người ta lấy số điện thoại tôi dùng để bán bánh tráng, gọi điện chửi tôi. Người thì nhắn tin trên mạng, người thì bình luận trên trang cá nhân chửi mình. Quá bức xúc, tôi tìm hiểu thì mới biết có người chụp màn hình phát sóng talk show về đồ bộ gửi cho mình. Lúc quay xong, tôi vẫn sợ là có đụng chạm mọi người, nên tôi có nói lại với ekip nhà sản xuất là dựng khéo léo nha, chứ không thôi người ta hiểu lầm là chết đó. Tại vì cái chương trình mà mình quay thì rất dài, mà thời lượng của nhà đài thì có giới hạn. Với lại, khi mà lên truyền hình thì có rất nhiều từ ngữ sẽ được cắt giảm, biên tập sao cho phù hợp với quy định. Do đó, nhiều khi chỉ coi một đoạn ngắn thì mọi người sẽ không hiểu hết được nội dung mà các MC muốn truyền đạt, thậm chí là dễ bị hiểu sai ý. Tôi nhớ lúc đó mình có nói câu, đồ bộ 100.000 ba bộ. Vì bình thường mình ra chợ hay nghe người ta rao như vậy, nên mình thuật lại y vậy thôi. Chứ tôi đâu có chê mắt chê ghẻ đồ chợ gì đâu. Vì tôi còn nói trong số phát sóng đó là bản thân Tuyền khó mua đồ, nên đồ nào vừa và hợp thì Tuyền mới mặc. Không biết là mọi người có xem tới đó hay chưa, hay cố tình bỏ qua cái đó để chỉ trích tôi. Nên sự việc này, tôi thật sự rất mong các MC có thể có một buổi live stream trực tiếp để đính chính, chia sẻ với khán giả những khúc mắc. Phía nhà sản xuất đã giải quyết ồn ào này như thế nào? Tôi nghĩ họ cũng có những cái làm chưa được tới nơi tới chốn lắm. Vì dù clip gốc đã gỡ xuống rồi, nhưng mà nhiều người họ đã sao chép, tải xuống trước đó, vẫn phát đầy trên mạng ra, tội cho các nghệ sĩ. Nếu làm cho tới nơi tới chốn, đánh mạnh vấn đề bản quyền thì nghệ sĩ chúng tôi đã được bảo vệ tốt. Đoạn clip ngắn cắt từ talk show mà mọi người đang chia sẻ trên Facebook là do đơn vị truyền thông của chương trình làm và họ dùng nó lúc đầu cho mục đích quảng bá chương trình. Họ mới là người phải liên lạc với tôi hoặc mời tôi lên công ty để làm một buổi ghi hình hay live stream để gỡ lại danh dự cho chúng tôi. Vì tôi nói theo kịch bản của biên tập chương trình, mà biên tập yêu cầu chúng tôi nói như vậy, dù chúng tôi đã có ý thức vấn đề này nhạy cảm mà nói giảm nói tránh rồi. Chứ nếu như chúng tôi nói như người ta muốn thì còn khác hơn nữa.
Chúng tôi đã nói với tình tiết giảm nhẹ nhất rồi mà còn bị như vậy. Vì đồ bộ rất thông dụng nên chúng tôi biết khi nói về vấn đề này là cực kỳ nhạy cảm. Sau sự việc, chị có tự livestream trên trang cá nhân với biểu cảm khá hằn học bức xúc. Tại sao chị lại quyết định làm vậy vào thời điểm nhạy cảm này? Nhiều người ác ý tới mức trù cả nhà tôi, chửi rủa cả con tôi nữa. Thật sự mình bị sốc lắm. Bản thân mình là người của công chúng, người ta chửi bạn mà bạn chửi lại người ta thì sẽ bị nói là chợ búa. Nhưng mà cả trăm cả ngàn người chửi mình như vậy thì mình không hiểu tại sao. Mình thấy vô lý thì mình bức xúc. Mình đang nói trên một talk show, mình nói để tư vấn cách làm đẹp, chứ đâu có nói đích danh ai đâu mà bị chửi. Vì bạn biết đó, cũng có rất nhiều người ăn mặc không gọn gàng, hớ hên khi đi ra đường, không mặc đồ lót. Mình đang bàn về những người như vậy, nhưng mà khuôn khổ nhà đài nó không cho phép mình nói toẹt ra được. Ví dụ như bữa đó tôi chỉ dùng từ thả rong, thì sợ không được lên phát sóng. Bình thường mình diễn kịch trên những đài chính thống, đài lớn mà nói chệch chuẩn xíu cũng không được. Nói cái nách cũng không cho, nói cái mỏ là cái miệng cũng không được. Nhưng mà mọi người không hiểu cái khó của MC. Không lẽ tôi nói đại là có những người mặc đồ bộ nhưng không mặc áo ngực. Mình dùng những từ ngữ dễ hiểu để chỉ về đồ lót, đồ nhạy cảm, người ta cũng cắt không cho lên sóng, khó lắm. Như vậy thì làm sao mà mình lột tả hết được toàn bộ suy nghĩ, cảm xúc của mình cho khán giả hiểu được. Mà sự thật là ở cái ngoài xã hội, có những người mặc đồ bộ thiếu kín đáo như vậy mà. Mình không nói giàu nghèo mà mình nói là nhăn nhúm. Đồ thì nhiều, nhiều bạn mặc ngủ khi đi ra đường bị sức chỉ hoặc rách đái quần mà họ không thấy. Họ cứ đi bơ bơ ngoài đường thì nó rất kỳ, đặc biệt là phụ nữ. Thì cái đó là tôi đang nói về thuần phong mỹ tục hay tôi đang nói bậy hả mọi người? Vậy mà các anti-fan cứ vô chửi rủa. Mày giàu hơn ai mà mày chê người ta mặc đồ rẻ? Mày được nhiêu mà bày đặt nói người ta tanh tanh hôi hôi? Tôi nghe và bức xúc buồn lắm. Hơn mười mấy năm làm nghề chưa từng dính một mâu thuẫn scandal gì. Tôi đi tới đâu cũng được nhiều người yêu quý vì tôi rất bình dân. Ai từng tiếp xúc với tôi sẽ hiểu. Vậy mà vô chửi rủa tôi quá trời, chửi luôn con tôi nữa nên tôi bức xúc chứ. Nhiều người còn bắt lỗi. Thật sự nếu tôi làm gì sai với ai hay cha mẹ tôi ở nhà thì tôi mới phải xin lỗi, chứ tôi có làm gì sai đâu mà bắt tôi xin lỗi. Ngày hôm đó tôi đi gọi đầu về, đang ngồi trong xe thì tôi tức quá. Chưa bao giờ rơi vào tình trạng nhiều người công kích mình như vậy, tới mức độ mà tôi bị chết luôn. Huyết áp tăng liên tục khi nghĩ đến chuyện đó. Tôi muốn nói cho hết bức xúc để người ta hiểu mình, nhưng mà không thể nói ở nhà vì sợ mẹ tôi nghe và buồn. Tôi nghĩ tôi nên ra đường cho tiện, mà vô quán cà phê nói cũng không được. Vì tôi ngồi live stream sẽ có nhiều người thấy, rồi mọi người lại nói tôi khoe xe hơi. Tôi tự hỏi cái xe của mình có mấy trăm triệu, đâu phải là hàng xịn mà cũng bị chửi. Rồi mọi người lại đánh vô là mình làm sang, mình khoe khoang, nhưng tôi đâu có. Chị nghĩ sao khi có người cho rằng chị đang cố tình làm như vậy để đánh bóng tên tuổi? Tôi không bao giờ dại dột dùng danh tiếng của mình cố gắng dày dựng mấy mươi năm để làm như vậy. Hiện tại, lượt theo dõi của tôi trên mạng cũng khá cao, chứ đâu phải tôi hết thời hay là ngưng không hoạt động được nữa. Thời gian tôi mới sinh con xong, tôi còn không tạo scandal, thì mắc gì giờ tôi ổn định lại, tôi phải làm như vậy cho người ta chửi bới. Không có chuyện tiền mập tuyên bố không cần khán giả. Khi scandal talk show đồ bộ nổ ra, búa rìu dư luận ảnh hưởng đến chị và người thân như thế nào? Công việc của chồng tôi thì không ảnh hưởng gì mấy, vì ảnh không phải là nghệ sĩ. Ảnh không nói gì vì sợ mình buồn, nhưng mình biết dưới quê thì bây giờ người ta cũng dùng mạng xã hội, mà ở nông thôn người ta mặc đồ bộ nhiều nên đâm ra ảnh cũng bị chỉ trích. Sự dè biểu của người ngoài là phải có. Ba mẹ tôi cũng bị làm phiền trên trang cá nhân. Tôi sợ quá phải hủy kết bạn với người thân
để họ không biết người thân của tôi là ai. Tất cả các dòng trạng thái của tôi đều về chế độ riêng tư hết. Mà ác lắm, như vậy rồi còn có người chuyển qua báo cáo trang cá nhân tôi nhằm khiến tôi bị khóa tài khoản. Một số trang tin tức đưa tin rằng Tuyền Mập đáp trả tay đôi với Artifan, bảo rằng không có khán giả thì cũng không chết đói. Vậy nguồn cơn của việc này là do đâu? Có những trang thông tin không chính thống họ giật tích, câu view. Tuyền Mập tuyên bố không cần khán giả. Tuyền Mập không nói sợ chết đói vì nếu không có khán giả là sai. Chính xác là có một Artifan nói là không có khán giả tụi tao thì nghệ sĩ tụi bay chết đói, thì tôi mới nói lại không có khán giả thì nghệ sĩ không chết đói đâu. Vì không lẽ nếu không đi làm nghề diễn thì tôi để cả nhà chết đói hay sao? Không làm được nghề diễn thì tôi làm nghề khác mà kiếm sống, miễn là có thu nhập, có cái ăn được rồi. Còn khán giả là ân nhân của nghiệp diễn, nhưng không phải khán giả muốn nói gì thì nói. Chứ chửi tôi bằng lời lẽ thô tục, chửi cả con tôi thì làm sao tôi im được, tôi đâu phải là thánh đâu. Tôi là nghệ sĩ, một hai người chửi tôi nhịn, nhưng chửi tràn trên điện thoại, chửi đến mức nhắn thông tin thông báo, hết pin, tôi cũng phải im lặng. Đến nỗi mà một số khán giả họ thương và hiểu tôi, từng mua hàng và tiếp xúc với tôi ở ngoài đời, thấy tôi sống có tình cảm, họ bình luận, bảo tôi đừng buồn và kêu gọi mọi người đừng chửi tôi nữa. Vậy mà mấy bạn Artifan vô bình luận, nhắn tin chửi người ta quá trời, chửi rất thô tục. Dù người ta vô tội, người ta chụp màn hình chửi gửi qua tôi coi. Do đó tôi phải xóa những bình luận đứng về phía mình để những người thương yêu tôi họ không bị làm phiền. Tôi phải nhắn tin xin lỗi và giải thích cho họ hiểu mình khổ tâm như thế nào mà phải làm như vậy. Nói chung tất cả bạn bè ai dính líu đến tôi là Artifan cực đoan, họ mò ra chửi hết, khủng khiếp lắm. Nhiều người nói tôi làm diễn viên mà ngu, đi tranh cãi với khán giả, nhưng họ dùng lời lẽ thô tục như vậy để trù dập, để nguyền rủa tôi và người thân của tôi, thì họ có đúng hay không? Họ có xứng đáng là một người khán giả chân chính góp ý cho tôi sửa khuyết điểm hay không, hay chỉ là đã thỏa mãn và câu view cho bản thân? Khi họ đã không ưa tôi thì tôi có làm gì họ cũng ghét. Bị dính lùm xùm như vậy rồi, chỉ có ngại tham gia talk show nói về chủ đề nhạy cảm nữa hay không? Có chứ, nhất là sợ làm việc với những nhà sản xuất, đơn vị truyền thông mà họ không có ý thức bảo vệ nghệ sĩ. Mình làm việc với họ, họ cắt dựng chương trình ra sản phẩm mà khán giả hiểu sai, chửi bới mình. Họ phải có trách nhiệm giải cứu cho những thành viên của mình, chứ không phải họ vắt chanh bỏ vỏ như vậy. Nếu họ tháo clip xuống thì người ta cũng chia sẻ đầy hết rồi. Lỗi ở ai? Lỗi ở họ cắt không đúng thời điểm, khiến người ta hiểu sai ý MC truyền đạt. Làm vậy khác nào là người ta chửi tôi để chương trình được chú ý. Nhưng như vậy thì tội nghiệp MC quá, vì hình ảnh người ta xây dựng mười mấy năm. 1000 người coi clip rồi chửi tôi là cái clip cắt, chứ không phải là nguyên của chương trình. Nói là 4 người đều nói, nhưng xui là khúc bị cắt rồi, người ta chia sẻ ra chửi quá trời, đúng ngay khúc của tôi và Đại Ngọc Trâm, nên chúng tôi mới bị chửi như vậy. Tôi có gọi lên đơn vị truyền thông để yêu cầu giải quyết, nhưng họ chỉ gỡ clip gốc rồi bảo các clip cắt kia cộng đồng mạng đã chia sẻ rất nhiều. Cuối cùng thì Tiền Mập có lời nào muốn nhắn gửi đến khán giả quan tâm mình hay không? Tôi muốn nói, nếu là chương trình talk show đó có gì đụng chạm nhạy cảm tới một ai đó thì thực ra là do câu từ diễn đạt không được rõ ràng. Vì mình nói mà sợ nói hố nên phải nói giảm, nói tránh, nói ẩn dụ, nên thành ra người ta không hiểu ý của mình nói, hiểu ý khác, nghĩ tôi coi thường. Đó là lỗi, tôi biết tôi sai, vì mình nói mà không nghĩ là cái chữ đó nó để lại hệ lụy như thế nào. Chứ thật tâm Tuyền Mập chưa bao giờ khi dễ ai, không hề muốn tạo sự hiểu lầm. Và nếu tôi làm mọi người buồn vì cái show đó thì tôi thật thành thật xin lỗi mọi người, đó là chuyện không may, và xin mọi người hãy tha thứ. Và tôi thực sự mong mọi người đừng chửi nữa, làm vậy là chúng tôi không tạo thiện duyên cho nhau được.